chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh tin tức 24 giờ TV. Chúc quý vị có những phút giây trải nghiệm tuyệt vời. Đừng quên click vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo ở bên dưới tay phải màn hình của các bạn để nhận những tin tức mới hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày nhé. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống của ta có muôn vàn điều kỳ lạ, thú vị và chúng ta chưa thể khám phá được hết. Và hôm nay chúng tôi xin gửi đến các bạn một câu chuyện hấp dẫn trong chuyên mục Chuyện lạ quanh ta. Mời quý vị và các bạn cùng đón xem. Cuộc sống của cô dâu 62 tuổi, lấy chồng 26 tuổi sau một năm kết hôn, giờ ra sao? Sau những ồn ào trên mạng xã hội, cô dâu 62 tuổi và chồng trẻ đã lui về ở ẩn, dành thời gian chăm sóc tổ ấm nhỏ của mình. Hơn một năm trước, mạng xã hội xôn xao hình ảnh một cặp đôi đũa lệch cô cháu ở Cao Bằng. Theo đó, cô dâu tên Thu Sao 62 tuổi, chú rể là Hoa Cương mới chỉ ở độ tuổi 26. Được biết, chị Thu Sao có một đời chồng và mất vào năm 2011 vì bệnh hiểm nghèo. Sau đó, chị sống một mình kinh doanh nghề làm đẹp tại thành phố Cao Bằng. Cuối năm 2017, anh chàng Cương đến chăm sóc da mặt do nhiều mụn, rồi hai người thân thiết hẹn nhau đi ăn uống và tâm sự những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Trở thành bạn tâm giao, chị Thu Sao thường xuyên theo chàng trai trẻ về nhà chơi vào ngày cuối tuần. Một ngày, Hoa Cương rủ chị lên đồi chơi, hái tặng chị bó hoa sim tím cùng lời tỏ tình, làm bạn gái anh nhé. Lúc này, chị Sao xúc động nhưng không dám nhận lời vì nghĩ mình lớn tuổi. Tuy nhiên, Cương một mực khẳng định yêu chị và cho rằng tình yêu không phân biệt tuổi tác. Qua thời gian ngắn tìm hiểu, chị Thu Sao và Hoa Cương quyết định ra mắt hai gia đình, tổ chức lễ vu quy vào ngày 21 tháng 9 năm 2018 trong sự chúc phúc của họ hàng bạn bè. Đây được coi là đám cưới cổ tích bởi lần đầu tiên có cô dâu hơn chú rể nhiều tuổi đến như vậy. Sau đám cưới, cư dân mạng suy đoán cô dâu 62 tuổi sống an yên bên cạnh người chồng trẻ. Ngờ đâu chị tiếp tục gây ra hàng loạt ồn ào như quyết định xăm lên ngực chữ Hoa Cương kèm họa tiết chiếc lông vũ bay bổng với ý nghĩa đây là dấu ấn tuyệt vời trong cuộc đời. Thẩm mỹ tân trang nhan sắc để xứng đôi với chồng trẻ. Chưa dừng lại, chị Thu Sao và chồng còn lên mạng livestream thông báo mình đang mang thai. Cộng đồng mạng liền khẳng định đây là chiêu trò của cặp đôi, bởi ở độ tuổi 63 khó có thể sinh nở. Lúc này chị bộc bạch rằng không hề có thai, lời nói trước đây chỉ là đùa. Vài ngày sau, chị Thu Sao tiếp tục nổi khắp các trang mạng với thông tin được chồng trẻ tháp tùng qua Indonesia tham dự cuộc thi Hoa hậu doanh nhân. Bẵng một thời gian, người ta không còn thấy sự xuất hiện của chị Thu Sao và chồng trẻ trên mạng xã hội. Một số người hy vọng sau những ồn ào, chị quyết định về ở ẩn, dành thời gian chăm sóc tổ ấm nhỏ của mình. Thực tế cho thấy, có vẻ cuộc sống của chị Thu Sao đang rẽ sang hướng khác so với trước đây. Trên trang cá nhân, chị Sao hầu như không livestream quảng cáo bán hàng hay chia sẻ hình ảnh của mình và Hoa Cương như trước kia. Thay vào đó, chị đăng tải các đoạn clip mình làm việc hoặc vào bếp nấu ăn. Cả gia đình quây quần bên mâm cơm. Thậm chí hiếm hoi lắm, cư dân mạng mới thấy hình ảnh của riêng chị trên Facebook. Có lẽ đằng sau bao thị phi, chị Thu Sao nhận ra giá trị của bản thân mình. Vì vậy, chị đang nỗ lực bảo vệ tổ ấm nhỏ của mình trước những ồn ào của cuộc sống. Sau phút mang bầu giả, cô dâu 62 tuổi, rủ chồng lên ba hút xì xa giải khuây, nhà khói chuyên nghiệp như dân chơi. Quý vị và các bạn thân mến, mặc dù đã qua tuổi lục tuần, nhưng chị Thu Sao vẫn khiến nhiều thanh niên phải xách dép về khoản ăn chơi. Cưới chưa tròn một năm, nhưng những chuyện lùm xùm của cô dâu Thu Sao 62 tuổi và chồng là anh Triệu Hoa Cương 27 tuổi đã dài cả danh sách. Chính vì vậy, trong suốt thời gian qua, họ vẫn luôn là cặp đôi nhận được sự chú ý của rất nhiều dân mạng. Mới đây, cô dâu 62 tuổi khiến nhiều người kinh ngạc khi xuất hiện với chiếc bụng to lên bất thường. Trong nhiều clip livestream, chị khẳng định mình đang mang bầu ở tháng thứ 5 và cho thấy những dấu hiệu của việc ốm nghén khiến dân mạng dù bất ngờ nhưng vẫn tin tưởng. Tuy nhiên, chỉ sau đó ít hôm, cô dâu Thu Sao lại tỉnh bơ thú nhận việc mang bầu chỉ là diễn cho vui, gây ra nhiều bức xúc. Lời tự thú này đã khiến chị Thu Sao phải nhận về vô vàn lời chỉ trích, thế nhưng đáp lại chỉ là thái độ tỉnh bơ, không quan tâm của người trong cuộc. Khi dân mạng vẫn chưa hết thất vọng về lời nói dối này, cô dâu 62 tuổi lại khiến dân tình sôi sục khi livestream cảnh hút xì xa trong một quán bar tại Hà Nội. Được biết những hình ảnh nóng hổi này vừa được ghi lại vào tối ngày 10 tháng 5. Đi cùng chị còn có chồng trẻ và một nhóm bạn bè tại thủ đô. Trong những clip livestream này, chị Thu Sao thể hiện mình là một dân chơi thứ thiện dù đã ở tuổi 62, từ cách hút cho tới cách nhà khói. Chị còn liên tục rủ chồng hút chung cho vui. Tuy ban đầu anh Hoa Cương từ chối,
nhưng sau đó cũng làm theo đề nghị của vợ. Trước đây chị Thu Sao và chồng từng mời bạn bè đi bar sau khi tổ chức đám cưới, nhưng hành động hút shisha là lần đầu tiên. Do đó clip livestream mới đây của chị nhanh chóng nhận về nhiều bình luận và chia sẻ của cộng đồng mạng. Sốc, cô dâu 62 tuổi chính thức thừa nhận có bầu giả chỉ là diễn cho vui. Đầu tháng 4, cô dâu Thu Sao liên tục xuất hiện trong các clip livestream với bụng bầu to bất thường, khiến nhiều dân mạng không khỏi hoang mang nghi vẫn có bầu. Khi đó, cô dâu 62 tuổi không hề né tránh sự tò mò của dân mạng, mà còn tiết lộ mình đang mang thai ở tháng thứ 5. Thông tin này nhanh chóng trở thành đề tài nóng hổi trên mạng xã hội nhiều ngày liền. Mặc dù nhìn rõ chiếc bụng to lên trông thấy của cô dâu 62 tuổi, nhưng nhiều dân mạng vẫn không khỏi hoài nghi và cho rằng đây chỉ là chiêu trò để dàn dựng câu like. Ai lại hôn ở đây con lại cười cho chết. Bây giờ có em bé rồi không hôn đâu, tuổi này mà được làm mẹ thì phải gương mẫu, thật gương mẫu cho con chứ chồng nhỉ. Thay vì trực tiếp đáp trả nghi ngờ, chị Thu Sao lại quay sang nói với chồng như để xác nhận thêm thông tin mang bầu là thật. Qua đó nhiều người đã gửi lời chúc mừng tới đôi vợ chồng và cho rằng đây chính là kỳ tích, trái ngọt từ mối tình chênh lệch tuổi tác từng gây xôn xao dư luận trong lẫn ngoài nước. Tuy nhiên sự tin tưởng của một bộ phận dân mạng đã đặt sai chỗ khi mới đây cô dâu 62 tuổi chính thức thừa nhận việc mang thai chỉ là chiêu trò, diễn thôi. Cụ thể trong những clip livestream mới đây, thân hình của chị Thu Sao đã trở về vóc dáng như trước, không hề thấy nhìn thấy dấu vết của chiếc bụng bầu ở thời điểm nửa tháng trước. Chứng kiến sự thay đổi bất thường này, một dân mạng liền đưa ra câu hỏi: chị Sao ơi, không phải là chị có bầu rồi, sao lại không thấy? Và đáp trả là một câu trả lời chính chủ khiến cho nhiều người ngã ngửa. Diễn thôi em ơi, hóa ra tất cả chỉ là trò đùa được cô dâu 61 tuổi dàn dựng lên, đúng như những nghi ngờ trước đó của một bộ phận dân mạng. Trước thông tin xác nhận này, đa phần dân mạng đều cảm thấy bức xúc khi bị lừa đẹp, điều rằng sau lùm xùm này còn có bao nhiêu người sẵn sàng đứng ra bênh vực vợ chồng cô dâu 62 tuổi mỗi khi bị công kích hay không. Xin chân thành cảm ơn quý khán giả đã xem video. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và share video. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc bên phải màn hình để ủng hộ kênh và nhận những tin tức hay, hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong các bản tin tiếp theo.